Harry. Gì đây? Tên chị có phải là Thủy? Thủy? Vì em muốn thấy Thủy Triều. Vì em muốn thấy Thủy Triều. Rồi như vậy là vần thính vừa rồi, một điểm rồi. Tiếp theo Đức Phúc. Chị Nhi, chị biết tại sao em hay văn vở không? Tại sao? Bởi vì em phát ngôn hay, để chị nghe phát hôn ngay. Màn vừa rồi âm một điểm. Tại vì chị phải là em, anh rồi anh, đúng không? Cho em xin phép em đổi lại. Em đổi lại, em đổi lại, đổi lại câu khác luôn. Thế sao em phải đổi lại được chứ? Thôi khỏi luôn. Dạ được rồi, tới phần Jun. Hansara. Sao nghe sợ vậy? Cho anh một chút chè được không? Tại sao ạ? Tiện thể cho anh một chút lối vào tim em nhé. Tao 100 điểm nha anh. Không hiểu gì hết. Tao 100 điểm đi. Thật ra là không phải hiểu hay không mà tại vì anh cũng chưa nghe gì cả. Nè, nghe từ đâu nha. Nghe. Cho anh một chút chè nào. Tiện cho anh biết lối vào tim em. Rồi, ba ly chè còn lại thuộc ban tổ chức. Ủa? Ai bảo chọn có chút phạm, mời vỗ tay. Giơ tay lên. Không một tiếng vỗ tay. Ai bầu chọn cho Đức Phúc mời vỗ tay. Có vỗ tay. Ai bầu chọn cho Brent Even mời vỗ tay. Lẹp bẹp hơn Đức Phúc nhưng có có. Đức Phúc mời. Anh ơi, Brent Even cũng có được vỗ tay mà chỉ trừ anh Jun thôi à. Brent Even có người vỗ tay đó chính là trợ lý của Brent Even. Chúng ta đã trải qua vòng 2 thật là vui nhộn và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến vòng 3 của chương trình cuối tuần tuyệt. Vâng, quý vị thân mến, quý vị đã quay trở lại với chương trình cuối tuần tuyệt vời và đây là vòng số 3. Nghệ sĩ thân mến, ở vòng này luật chơi giống như vòng đầu tiên. Chúng ta sẽ nghe một bài hát, sau đó lắng nghe và ghi lại lời bài hát một cách chính xác nhất. Món ăn dành cho vòng thứ 3 này là gì? Bí đỏ. Gà hấp bí đỏ. Đây là món em chờ đợi. Món này là món rất bổ dưỡng. Lạ quá, em chưa ăn bao giờ. Chị cũng chưa ăn bao giờ. Gà, có gà, có gà. Ê, nhưng mà không phải nói chứ nó... Đây là món lần đầu tiên thấy ở miền Tây á. Chứ là miền Tây chưa bao giờ thấy món này. Bí đỏ. Ê, sao cái gà này nó nhìn đẹp nhỏ. À, đẹp. Ồ, nó đẹp. Nó nhìn nó có gì đó nết na đó. Nết na. Cái gì nết na? Con gà này cái đít nó có một cái gì đó nết na. Như món miền Tây hay có đường phèn ha mọi người. Tại vì đường phèn nấu nó sẽ ngon hơn đường cát trắng á, nó ngọt thanh hơn. Ủa Nhi thì nấu ăn giỏi không vậy? Em có hỏi chị dạ không? À vậy hả? Không biết nấu. Chị nấu được không? Đâu biết. Vẫn có nước dừa anh ạ. Vẫn có nước dừa. Nước dừa chứ không có nước cốt. À nước dừa. Nước dừa thầm. Sẽ rất ngon. Sẽ rất ngọt. Ngon, ui ngon quá. Bổ dưỡng. Chắc bổ lắm á.